Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một địa chỉ rất cần sự chia sẻ giúp đỡ với tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện. Đó là cháu Lò Thị Oanh, 10 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ ở bản Phiêng Cá, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên. Bạn trong bản Phiêng Cá, học cùng lớp 4, trường tiểu học xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, tranh thủ lúc rảnh rỗi đã đến thăm và động viên Lò Thị Oanh là bạn học cùng lớp trước đây. Mặc dù biết Oanh đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhưng các bạn vẫn không hề xa lánh, kỳ thị. Tình cảm chân thành của bạn bè cùng trang lứa đã giúp cho cháu Lò Thị Oanh vượt qua được những sợ hãi cô đơn. Do mang trong mình căn bệnh oan nghiệt lại không được ăn uống đầy đủ, nên cháu Oanh ngày càng ốm yếu, sức khỏe giảm sút, trí tuệ không phát triển, nên việc cháu theo học tại trường đã 4 năm nay mà không biết đọc, không biết viết, chỉ theo chúng bạn cho vui. Được biết, bố cháu là anh Lò Văn Dũng bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo, đắm chìm vào con đường nghiện ngập ma túy và đã chết vì HIV/AIDS khi cháu Oanh lúc đó chưa tròn 1 tuổi. Cũng từ ngày anh Dũng chết thì mẹ cháu cũng lặng lẽ rời bỏ nhà không một lời từ biệt, để lại đứa con thơ dại. Bố chết, mẹ bỏ đi biệt tích, những từ cuộc sống đã quá đủ tàn nhẫn với cháu, nhưng đâu ai biết cuộc đời phải chấp nhận thêm từ số phận. Khát sữa lại hay ốm đau, cháu Oanh lại phải nhập viện thường xuyên. Một ngày, ông nội cháu là ông Lò Văn An, sinh năm 1929, đã gần 90 tuổi, thất thần khi nhận được kết quả xét nghiệm cháu Oanh bị nhiễm HIV từ mẹ. Bao nhiêu nỗi cơ cực đè nặng lên đôi vai ông bà nội già yếu, không còn sức lao động. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm của cháu nội mà ông run rẩy sợ hãi, vì nhiễm HIV đồng nghĩa với cuộc đời của cháu Oanh đã chấm hết. Những ngày tháng theo đó là chuỗi ngày u ám với hai ông bà, vừa phải nuôi cháu, hàng tuần phải lên trung tâm y tế xin thuốc ARV về chữa trị cho cháu. Trong thời gian cháu Oanh ấy, Lò Thị Oanh ấy, thì bị nhiễm HIV thì lúc đầu thì chúng tôi cũng chưa biết. Vì từ năm 2006 thì cháu này sinh là năm 2006 ấy. Thì bố mẹ thì hiện tại bố thì chết rồi, mẹ thì không biết đi đâu. Chứ bây giờ là đang gửi gắm cho ông bà. Thì ông An, hiện tại ông An ấy thì sinh 1929. Đến giờ phút này thì cũng tuổi cao rồi, còn ông An thì sinh 1929, bà ấy là Lò Thị Lún ấy thì sinh 37. 1937. Nếu bây giờ hai vợ chồng già thì cũng không thể nuôi cháu được rồi, nhưng mà rất là hoàn cảnh khó khăn. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội và bà con làng xóm, Oanh cũng sớm nhận thức được căn bệnh oan nghiệt trong mình. Nên cháu rất chăm chỉ uống thuốc phòng bệnh, và Oanh rất sợ một ngày nào đó khi mình đi ngủ và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại trên cõi đời này. Ngoài những buổi lên lớp học bài, lúc ở nhà, Oanh tranh thủ lao động, làm thuê những công việc nhẹ, kiếm thêm tiền để phụ giúp ông bà thêm vào bữa ăn hàng ngày.